Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới Nhất. Sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Lũ ống, lũ quét, cơn tai biến tàn phá tan hoang miền Tây xứ Nghệ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét kinh hoàng tại Kỳ Sơn vừa qua, nhiều người đặt câu hỏi chừng nào những thảm cảnh tương tự sẽ thôi tái diễn. Cơn tai biến của thiên nhiên. Theo nhiều chuyên gia về khí tượng thủy văn, lũ ống lũ quét là những hiện tượng dòng chảy cực đoan khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Do dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều vật chất như đất, đá, cây cối trên đường di chuyển nên nó có sức tàn phá lớn. Chính vì thế mà nó được ví như một dạng tai biến nguy hiểm có thể tàn phá nặng nề khu vực miền núi, nơi mà hình thái thiên tai này thường xuyên xuất hiện. Trên địa bàn Nghệ An, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, liên tục xuất hiện những trận lũ ống, lũ quét tàn phá kinh hoàng tại nhiều địa phương. Nặng nề nhất là lũ quét tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong vào tháng 10 năm 2007, khiến 13 người tại bản Phục và bản Méo bị cuốn trôi. Tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, trận lũ quét trong đêm ngày 26 tháng 5 năm 2009 cũng khiến 5 người dân bản Pa Tí thiệt mạng. Ngoài ra, vào lúc năm 2011, 2013, 2018, nhiều trận lũ quét cũng đã xảy ra trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, gây nhiều mất mát, đau thương. Trận lũ quét vừa qua tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn mới đây để lại những hậu quả vẫn chưa thể khắc phục xong. Hiện tại, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh nằm trọn trong lưu vực sông Cả. Lưu vực sông này có diện tích 27.200 km², trong đó có đoạn sông dài 170 km² chảy trên đất Lào và diện tích lưu vực là 9.470 km², chiếm 1/3 diện tích lưu vực, còn lại là nằm trên nội địa Việt Nam, trong đó chủ yếu là Nghệ An và Hà Tĩnh. Để cảnh báo tình hình mưa lũ trên hệ thống sông Cả, thuộc địa phận Việt Nam đã có nhiều trạm quan trắc, trạm khí tượng thủy văn được bố trí dọc sông Cả và các phụ lưu cho các kết quả dự báo tương đối chính xác về tình hình mưa lũ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, hiện nay điểm xa nhất đặt trạm khí tượng thủy văn là tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Trong khi phần lưu vực sông Cả rộng lớn nằm trên đất Lào thì chưa có một trạm quan trắc nào. Việc trao đổi thông tin dữ liệu cảnh báo mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay hệ thống radar cũng chỉ quét được trong phạm vi 300 km, còn để có thể cảnh báo sớm trong phạm vi xa hơn nữa thì chưa thể. Vùng lũ ống lũ quét ở miền núi Nghệ An được chia thành hai khu vực hữu ngạn và tả ngạn sông Cả. Trong đó, vùng tả ngạn gồm địa phận các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, một phần phía tây bắc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn, phía vùng hữu ngạn sông Cả gồm khu vực tây nam huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Thực tế, dạng tai biến này đã xảy ra trên nhiều địa bàn các huyện miền núi phía tây Nghệ An. Mức độ tập trung các khu vực lũ ống lũ quét không đồng đều, đạt mật độ rất cao ở huyện Tương Dương như các xã Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa và phía nam huyện Quế Phong như Nậm Giải, Chi Lễ. 65 hộ dân và điểm trường bán trú ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn bị sạt lở do mưa lũ. Kính thưa quý vị, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn nơi có quốc lộ 7 đi qua sau gần 4 ngày bị cô lập đã được thông xe. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở sau mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Theo khảo sát ban đầu, toàn xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ dân bị sạt lở do mưa lũ. Ngoài địa bàn xã Tà Cạ, trận mưa lớn đêm ngày hôm qua đã làm khoảng trên 5.000 khối đất đá sạt lở, lấp gần hết tầng một ngôi nhà 2 tầng khu bán trú của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở xã Nậm Cắn. Vụ sạt lở đã ảnh hưởng đến 260 học sinh là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú trên địa bàn 5 bản của xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tuyến đường giao thông huyết mạch từ thị trấn Mường Xén đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã được khơi thông sau gần 4 ngày bị cô lập. Thống kê ban đầu, ngoài điểm trường bán trú, xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ gia đình bị thiệt hại do lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Nhất là tuyến đường từ trung tâm xã đến bản Hồi Pốc hiện vẫn còn bị ách tắc do đất đá sạt lở. Ông Sồng Bá Lầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cho biết xã đã chia các tổ phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đi bộ vào các điểm bản để chỉ đạo công tác khắc phục. Những điểm có nguy cơ sạt lở cao thì tiến hành di dời người dân và tài sản đảm bảo an toàn. Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ. Thưa quý vị, cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn, nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc xá của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề.
để sớm đưa học sinh trở lại trường. Trong những ngày này, thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất. Cơn mưa lớn kèm theo lũ quét vừa qua trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã tàn phá xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Tại địa bàn xã Nậm Cắn, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét nhưng cũng bị sạt lở nặng nề. Hiện tại nhiều đoạn đường ở xã này vẫn chưa thể lưu thông. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7.000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh. Thầy Đào Hải Lâm, phó hiệu trưởng nhà trường cho hay chỉ có một số giáo viên và học sinh ở lại ký túc do ảnh hưởng của bão Noru. Khi bị sạt lở, thầy trò đều hoảng hốt kéo nhau lên chỗ khác để tránh nguy hiểm. Ở tầng 1 của khu ký túc cho học sinh bán trú, bùn đất phá hủy các bức tường tràn vào nhấn chìm giường, sách vở, quần áo các em. Những lớp bùn non dày lấp trong phòng, hành lang, sân chơi, học sinh khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Do các tuyến đường chưa thông nên hiện nay nhà trường chủ yếu huy động giáo viên dọn dẹp, trước mắt làm sạch môi trường để đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Một số học sinh bán trú ở lại cũng tham gia cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên của trường. Do khối lượng đất đá lớn, nhân lực lại ít nên trong thời gian ngắn rất khó để khắc phục hậu quả. Trường có 309 học sinh, trong đó có 258 học sinh bán trú. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên trước mắt phải ổn định các phòng ở còn nguyên vẹn để các em trở lại trường, có nơi để ăn ở, thầy Đào Hải Lâm chia sẻ. Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ. Trong sáng qua, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đất đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống lũ quét tại các bản của xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn án binh bất động. Tại khu vực nhà để xe của trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn, có hai chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi của người dân bị đất đá vùi lấp bởi trận lũ kinh hoàng xảy ra vừa qua. Tuy nhiên, do bị nước lũ cô lập nhiều ngày sau đó nên đến sáng qua, hàng chục thanh niên mới có thể hỗ trợ di rời khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe này. Một số người dùng xẻng xúc đất từ phía trong phải dùng đòn bẩy để bẩy khối đất đá lớn ra khỏi đất vùi lấp phía sau đuôi xe. Đến trưa qua, đã giải cứu được một chiếc xe, còn một chiếc bên cạnh vẫn chưa thể giải cứu được. Một chiếc xe con của người dân khối 1 thị trấn Mường Xén vẫn đang mắc kẹt do bùn đất quá nhiều, chưa thể di chuyển ra được. Một chiếc xe tải bị mắc kẹt do bùn đất vùi lấp gần hết bánh xe. Đến ngày hôm qua, vẫn án binh bất động. Nhiều xe máy của người dân vẫn còn nằm im trong đất bùn. Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy trận lũ quét lịch sử xảy ra tại các bản Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà và Hòa Sơn của xã Tà Cạ vừa qua đã làm chết một người ở bản Sơn Hà, có 232 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 55 nhà sập hoàn toàn, lũ cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trong đó một ô tô đã được cứu vớt, làm ngập 10 ô tô, trôi 2 xe máy, 112 chiếc xe máy, xe đạp bị vùi lấp, cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn hàng trăm tài sản có giá trị khác. Nhiều tuyến đường Kỳ Sơn vẫn chưa thể thông tuyến. Đến cuối chiều qua, chưa thể thông các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Mường Xén và một số xã của huyện Kỳ Sơn. Hiện tại công tác vận chuyển bùn đất ra khỏi địa bàn đang được khẩn trương thực hiện. Mong sớm thông đường để thuận lợi cho bà con đi lại vận chuyển vật liệu, sửa sang nhà cửa và các đoàn tiếp cận cứu trợ cho người dân vùng lũ. Những ngày qua, huyện Kỳ Sơn đã huy động xe máy của cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động hết công suất làm cả ngày, đêm, xúc chở bùn đất để thông tuyến giao thông đoạn quốc lộ 7 thuộc khối 1 thị trấn Mường Xén. Tuy nhiên, do địa bàn hẹp nên khó khăn trong công tác huy động thêm nhiều phương tiện xe máy nên đến nay vẫn chưa thể thông đường. Ghi nhận của phóng viên, đến cuối chiều qua, trục đường chính trên địa bàn khối 1 thị trấn Mường Xén vẫn chưa thể thông xe, mặc dù hàng chục phương tiện xe máy hoạt động hết công suất suốt ngày đêm. Hiện tại đã thông được đến cổng Ủy ban Nhân dân huyện, như vậy còn khoảng 150m từ Ủy ban Nhân dân huyện đến cầu Tràn Hòa Sơn và phía tuyến quốc lộ 7 chạy qua khối 1, thị trấn Mường Xén còn hơn 100m chưa khắc phục được. Khối lượng bùn đất tại những đoạn đường này còn rất nhiều. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kỳ Sơn, khó khăn nhất là đường hẹp nên không thể huy động một lúc nhiều phương tiện máy vào, nên phải bố trí lượng xe phù hợp, do vậy tiến độ khắc phục không thể nhanh hơn được. Tuy nhiên, với tinh thần tích cực khẩn trương nên các tổ máy hoạt động hết công suất. Với tiến độ này, dự kiến đến hết ngày hôm nay mới có thể thông xe trên địa bàn thị trấn Mường Xén. Song do lượng đất bùn trong nhà dân đang còn nhiều, chưa thể kéo ra hết được, nên công tác vận chuyển đất đi đổ vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.
Khi nào các tuyến đường thị trấn Mường Xén được thông xe thì lúc đó phương tiện mới tiếp cận để khắc phục sạt lở trên các tuyến đi Tây Sơn, Tà Cạ và cửa khẩu Nậm Cắn, ông Nguyễn Văn Long chia sẻ. Đối với các tuyến đường khác, hiện nay vẫn còn nhiều điểm ách tắc do sạt lở núi, đó là tuyến đường quốc lộ 7 từ thị trấn Mường Xén đi cửa khẩu Nậm Cắn, tuyến từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, tuyến đi xã Tà Cạ cũng đang bị chia cắt. Tuyến đường từ cổng Ủy ban nhân dân huyện đến hết khối 1 thị trấn Mường Xén theo quốc lộ 7A cũng còn khối lượng đất bùn lớn. Chủ động phòng tránh sớm. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi địa bàn Nghệ An, hiện có hơn 250 điểm cảnh báo nguy cơ của lũ ống, lũ quét trên địa bàn 6 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp với hàng nghìn hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị thiệt hại cao. Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, hiện nay rất khó có thể cảnh báo một cách sát nhất trên diện hẹp khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Mức độ cảnh báo chỉ có thể xác định theo khu vực trên diện căn cứ và lượng mưa đo được trong một thời gian ngắn. Bởi thực tế hiện nay chúng ta chưa có các phương tiện hiện đại để cảnh báo sớm cho chính quyền các địa phương biết mà phòng tránh. Chính vì thế, cách giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do lũ ống, lũ quét là phải phòng tránh sớm, di chuyển ra xa khu vực các khe suối nhỏ, độ dốc lớn. Bên cạnh đó là tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các huyện vùng núi cao cần được triển khai thường xuyên, kịp thời đến từng thôn, bản và hộ dân. Ông Phan Trọng Dũng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Phong cho biết, địa phương có nhiều khu vực đặt trong tình trạng báo động đỏ về lũ ống, lũ quét như Chi Lễ, Thông Thụ, Nậm Giải, Nậm Nhóng, Quang Phong. Đây là thực tế đáng lo ngại bởi địa hình đồi núi có độ dốc lớn nên khi xảy ra lũ thường gây hậu quả nặng nề đến người và tài sản. Dù đã có nhiều điểm nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ lũ ống, lũ quét cao, việc bố trí những địa điểm an toàn khác cho người dân sinh sống không hề đơn giản. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn thừa nhận các xã như Mường Tiếp, Mường Ải, Mỹ Lý, Na Ngoi, Nậm Càn, Keng Du, Tây Sơn, Tà Cạ, Bảo Nam là những khu vực từ lâu đã được cảnh báo có nguy cơ rất cao về lũ ống, lũ quét. Mỗi khi có mưa bão, huyện cũng đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác, đồng thời vận động người dân sơ tán kịp thời khi tình hình phức tạp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, về lâu dài, để di dời người dân ở những điểm nóng ra nơi an toàn đòi hỏi rất nhiều kinh phí, chưa kể phải lựa chọn địa điểm khác an toàn hơn, trong khi địa hình ở Kỳ Sơn chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.